5 kiểu uống cà phê khiến bạn mau già. Số 1.2 rất nhiều người mắc phải. Cà phê là thức uống được nhiều người yêu thích. Mặc dù cà phê mang đến nhiều lợi ích nhưng nếu uống theo cách này thì cà phê lại góp phần làm lão hóa nhanh hơn. Đầu tiên, uống cà phê thay vì ăn sáng. Lisa Moscovit, CEO của NI Nutrition Group, tác giả The ba Healthy Eating Plan và là thành viên ban chuyên gia y tế của Ipsis, Not that. Cho biết bỏ bữa sáng có thể dẫn đến chế độ ăn ít dinh dưỡng hơn. Cụ thể là một chế độ ăn uống chống lại sự lão hóa lành mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy, việc bỏ bữa sáng và chỉ uống cà phê cũng có thể dẫn đến một số biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Thay vì bỏ bữa sáng và chỉ uống cà phê, bạn nên ăn bữa sáng bao gồm trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và quả hạch hoặc các loại hạt để có một bữa sáng chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Thứ hai, thêm nhiều đường vào cà phê không phải ai cũng uống được cà phê đen nhiều người muốn thêm kem và chất tạo ngọt vào nhưng bạn nên nhớ rằng nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn tùy thuộc vào lượng bạn thêm vào cà phê nếu lượng đường là vừa phải trong chế độ ăn uống của bạn thì không sao nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều đường thì không tốt cụ thể khi bạn già đi bạn có thể thấy lượng đường trong máu tình trạng viêm nhiễm và nhiều tình trạng sức khỏe khác tăng lên đáng kể việc tiêu thụ quá nhiều đường thường xuyên cũng có thể góp phần làm cho da lão hóa nhanh hơn thứ ba uống cà phê thay nước ai cũng biết cơ thể cần bổ sung nước đầy đủ nhưng ít ai làm được điều này thêm nữa khi bạn uống quá nhiều cà phê nó có thể là một công thức gây mất nước và thảm họa đối với sức khỏe tổng thể của bạn uống cà phê thay nước sẽ dẫn đến tình trạng mất nước có thể tác động tiêu cực đến làn da tiêu hóa mức năng lượng sự hấp thụ chất dinh dưỡng và thậm chí cả các khớp thứ bốn uống cà phê cả ngày và đêm thời điểm uống cà phê tốt nhất nên là buổi sáng bởi trong cà phê có cà phê in không tốt nếu uống buổi tối ngay cả khi cà phê in không khiến bạn tỉnh táo vào ban đêm điều đó không có nghĩa là bạn nên uống một tách cà phê ngay trước khi đi ngủ cà phê in là một chất kích thích khi tiêu thụ quá gần giờ đi ngủ sẽ làm gián đoạn việc nghỉ ngơi đầy đủ giấc ngủ kém có thể tàn phá sự phục hồi hệ thống miễn dịch tâm trạng năng lượng sự trao đổi chất và nhiều thứ theo một nghiên cứu của đại học california los angeles ucla được công bố trên american academy of sleep medicine một đêm ngủ không đủ giấc có thể làm lão hóa tế bào của bạn nhanh hơn điều này có thể góp phần gây ra các bệnh liên quan đến tuổi tác theo thời gian thứ năm sử dụng chất làm ngọt nhân tạo những chất làm ngọt nhân tạo không chỉ vô hiệu về mặt dinh dưỡng mà còn có thể gây hại đến mức insulin và sức khỏe đường ruột ảnh hưởng đến tất cả các con đường quan trọng trong cơ thể và khiến bạn thèm đồ ngọt hơn suốt cả ngày